Kính chào quý vị. Chúc quý vị có những ngày nghỉ vui vẻ bên gia đình. Sau đây, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Đông An. Bản tin hôm nay thứ Bảy ngày 6 tháng 4 năm 2019 sẽ chuyển tải một số nội dung đáng chú ý sau đây. Thành phố Tân An nỗ lực nâng cao tỷ lệ dân nông thôn sử dụng nước sạch. Tin trong nước, hàng không, đường sắt tăng chuyến dịp lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5. Tin thế giới, Liên Hiệp Quốc triển khai mạnh chiến dịch ngăn ngừa dịch bệnh sau thiên tai tại Mozambique. Thưa quý vị, ông Quỳnh Văn Quang Hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Cần Đức, chủ trì hội nghị phối hợp liên tịch giữa Ủy ban Nhân dân huyện và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội huyện. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện ghi nhận sự phối hợp giữa Ủy ban Nhân dân huyện và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội huyện thời gian qua trong việc phát động các phong trào, xây dựng các mô hình nâng chất xã văn hóa, xây dựng nông thôn mới nâng cao và đô thị văn minh. Qua đó phát huy dân chủ, huy động sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Các mô hình hay, cách làm hiệu quả được nhân rộng như phong trào đền ơn đáp nghĩa, giảm nghèo bền vững, tham gia bảo vệ môi trường, mô hình trồng cây xanh, lò đốt rác, mô hình mỗi ấp một công trình ánh sáng văn hóa an ninh trật tự đã được sự đồng tình hưởng ứng của hội viên và nhân dân địa phương. Nhằm phát huy hiệu quả công tác liên tịch trong năm 2019, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đề nghị thành lập ngay tổ theo dõi việc thực hiện các nội dung trong cam kết phối hợp liên tịch, hàng tuần báo cáo kết quả thực hiện để Ủy ban Nhân dân huyện và Ban dân vận huyện ủy nắm được tiến độ, có sự đánh giá, định hướng chỉ đạo kịp thời. Đặc biệt chú trọng xây dựng các mô hình điểm kiểu mẫu, góp phần xây dựng đô thị văn minh thị trấn Cần Đức, nông thôn mới nâng cao tại Tân Lân. Đồng thời, phát huy mô hình lò đốt rác khu dân cư, xử lý rác tại nguồn, xây dựng tuyến đường kiểu mẫu, hình thành tổ hợp tác xã trồng rau ứng dụng công nghệ cao và chủ động phòng chống ma túy trong học đường. Việc nâng cao tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch là một trong những mục tiêu quan trọng của thành phố Tân An nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân nông thôn, đồng thời góp phần hoàn thành tiêu chí về môi trường trong chương trình xây dựng nông thôn mới. Đến nay, toàn thành phố đã có trên 60% tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch, trong đó tỷ lệ người dân nông thôn được sử dụng nước sạch là 19,5%. Năm 2019, thành phố Tân An tiếp tục đầu tư 18 công trình nước sạch, tổng kinh phí là trên 6 tỷ đồng, nâng tổng số hộ dân sử dụng nước sạch trên địa bàn là trên 1.500 hộ, chiếm tỷ lệ gần 83%. Trong đó, tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch tại khu vực nông thôn sẽ đạt gần 74%. Tuy nhiên, để các công trình cấp nước sạch nông thôn hoạt động bền vững, các địa phương cũng cần tập trung tuyên truyền để nâng cao nhận thức cộng đồng trong việc bảo vệ nguồn nước và hiểu rõ lợi ích sử dụng nước sạch đối với sức khỏe con người. Thưa quý vị, từ việc mạnh dạn nghiên cứu cải tiến, nhiều nông dân đã cho ra đời những máy móc thiết bị phục vụ cho ngành nông nghiệp. Những nỗ lực này không chỉ mang tính ứng dụng cao, mà qua đó còn góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, bảo vệ môi trường. Đây là máy thu gom chế phẩm nông nghiệp sau thu hoạch của ông Ngô Nguyên Hồng, xã Mỹ Lạc, huyện Thủ Thừa. Ban đầu từ chiếc máy liên hợp DC60 cũ, ông Hồng đã cải tiến lại khoang chứa rơm từ 35 cuộn nâng lên 50 cuộn rơm. Nếu trong 8 giờ, máy sẽ cuốn được 600 cuộn rơm, kể cả di chuyển ở vùng đất mềm, trũng thấp. Chi phí một chiếc máy như thế này trị giá từ 200 đến 250 triệu đồng, trong khi giá thị trường từ 300 đến 400 triệu đồng một chiếc. Nhu cầu thấy khách hàng nông dân là thường làm xong vụ rồi đốt đồng là do cái thấy khói bụi nó ô nhiễm môi trường. Cái thứ nhất, cái thứ hai là cái nguồn rơm bỏ không tận dụng được, thành ra mình làm cái máy này ra để cuốn để mà cho người ta tận thu cho nó hết cái sản phẩm nông nghiệp. Với ông Hồ Nhuận Đăng Sơn, phường 7, thành phố Tân An, từ kinh nghiệm 15 năm nuôi cá cảnh, ông Sơn đã nghiên cứu mài mò ra công nghệ sản xuất và nuôi thương phẩm cá ông tiên. Nếu như trước đây phải mua con giống từ Thái Lan với giá 1 triệu đồng một con cá trưởng thành, size 6 đến 7cm, thì 2 năm nay ông Sơn đã thuần dưỡng cá ông tiên bố mẹ, sau đó chọn lọc ghép đôi, tránh hiện tượng đồng huyết và xây dựng quy trình sản xuất cá giống. Từ 20 cặp cá giống ban đầu, đến nay ông Sơn đã xuất bán cá bột ra chợ đầu mối trong và ngoài tỉnh như Tiền Giang, thành phố Hồ Chí Minh, khoảng 80.000 con một năm với giá từ 1.000 đến 2.000 đồng một con.
Để đáp ứng nhu cầu của thị trường thì mình cũng cập nhật thông tin. Thì những cái dòng cá, ví dụ như cá ông tiên rồi cá bảy màu giống mới mới đó thì mình sẽ cập nhật, mình sẽ đem về, mình sẽ làm để nhân giống bán ra. Thì cũng như mình làm kinh tế thì làm những cái mà nó có hiệu quả kinh tế, nó có giá thành, nó có giá trị cao hơn. Rồi đồng thời thì cũng cung cấp con giống cho những cái hộ nuôi cá cảnh. Đây là hai giải pháp đạt giải nhì, giải cao nhất trong số 13 giải pháp đoạt giải ở Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật của Nhà nông tỉnh Long An lần thứ 5, năm 2017-2018. Những giải pháp này được xuất phát từ những trăn trở của nông dân, nên đáp ứng được mong mỏi của người nông dân là chi phí sản xuất giảm, nhưng nâng cao năng suất lao động. Qua từng đợt hội thi thì các cái giải pháp tham gia hội thi nó phong phú và nó đa dạng hơn nhiều. Những giải pháp dự thi này là cái quá trình nghiên cứu sáng tạo của nông dân được đưa vào ứng dụng đạt hiệu quả. Những giải pháp đạt giải phải nói này, đây là những cái giải pháp tiêu biểu có khả năng vận động và có hiệu quả kinh tế cao. Những giải pháp mà sau khi mà hội thi thì được vận động khá tốt. Nếu góc độ hội nông dân thì trong thời gian vừa qua cũng như sắp tới sẽ tiếp tục duy trì tuyên truyền vận động để hội viên nông dân tham gia cái hội thi sáng tạo kỹ thuật nhà nông, qua đó thì sẽ tìm ra được những cái mô hình, những cái giải pháp mà nó thực tế và nó gắn liền với hoạt động sản xuất của nông dân. Những thiết bị máy móc công nghệ của ông Hồng và ông Sơn là một cách làm hay, sáng tạo, đặc biệt là mang lại hiệu quả kinh tế cao, xứng đáng để các đơn vị khác học tập và nhân rộng hơn nữa trong tương lai. Xin được chuyển sang phần tin trong nước. Kiểm toán nhà nước vừa công bố kết luận kiểm toán chuyên đề việc quản lý sử dụng quỹ bảo hiểm y tế và việc thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp tại Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Theo đó, phát hiện sai phạm trong thanh toán bảo hiểm y tế trong giai đoạn từ ngày 11 tháng 9 đến ngày 9 tháng 11 năm 2018 tại 40 tỉnh, thành phố trên cả nước. Kiểm toán phát hiện nhiều vi phạm trong hoạt động thu chi bảo hiểm y tế, xây dựng giá dịch vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế còn nhiều bất cập, nhiều định mức tiêu hao vật tư y tế được quy định quá cao. Các cơ sở y tế chỉ sử dụng dưới 50% định mức nhưng thanh toán 100% định mức. Ngoài ra, thanh toán chi phí thuốc không đúng quy định lên tới 5,003 tỷ đồng, như thuốc chỉ định không phù hợp, thuốc có giá thanh toán bảo hiểm y tế cao hơn giá kê khai lại. Thanh toán chi phí vật tư y tế không đúng quy định là 2,949 tỷ đồng, như vật tư y tế đã có trong cơ cấu giá dịch vụ kỹ thuật. Vật tư y tế có giá thanh toán bảo hiểm y tế cao hơn giá mua vào. Vật tư y tế không đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định. Phó Thủ tướng Dương Đình Huệ chỉ đạo Bộ Y tế, Bộ Tài chính phối hợp với Bảo hiểm xã hội Việt Nam xử lý dứt điểm các vướng mắc trong thanh quyết toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, đảm bảo hài hòa quyền lợi của các bên tham gia bảo hiểm y tế. Dịp lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 năm nay, cán bộ công nhân viên chức được nghỉ dài. Các dự báo đưa ra đều đánh giá nhu cầu đi lại du lịch của người dân sẽ tăng cao. Các hãng hàng không nội địa và đường sắt đều lên kế hoạch tăng chuyến để phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao của người dân. Cụ thể, Vietnam Airlines sẽ cung ứng 800.000 chỗ, tăng hơn 78.000 chỗ so sánh cùng kỳ năm trước. Trong đó, các đường bay nội địa tăng hơn 53.000 chỗ, tập trung chủ yếu trên các đường du lịch lớn giữa Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, Phú Quốc, Nha Trang. Các đường bay quốc tế được Vietnam Airlines bổ sung thêm hơn 25.000 chỗ, tập trung trên các đường bay giữa Việt Nam và Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Campuchia. Jetstar Pacific cũng cung ứng gần 200.000 chỗ nội địa và quốc tế trong dịp này. Còn trên tuyến đường sắt, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết sẽ tăng thêm 130 chuyến trên toàn mạng. Cụ thể, khu vực phía Bắc tổ chức chạy thêm 43 chuyến, ở khu vực phía Nam chạy thêm 87 chuyến. Trong giai đoạn cao điểm nghỉ lễ này, các hãng hàng không và đường sắt đều khuyến cáo hành khách chủ động lịch đi lại để đặt vé sớm, mua vé online, làm thủ tục online. Thưa quý vị, mọi lĩnh vực đều đang và sẽ chịu tác động bởi sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Hàng chục triệu việc làm sẽ mất đi, nhưng cũng sẽ có số việc làm mới tương ứng được tạo ra. Điều này đang đặt ra những thách thức không nhỏ đối với nguồn nhân lực để thích ứng với sự thay đổi này. Công nghệ thông tin là một trong những ngành chịu tác động mạnh mẽ nhất của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Bởi vậy, những doanh nghiệp chuyên về đầu tư và phát triển công nghệ như thế này đang phải đối mặt với vô vàn thách thức, đặc biệt là làm thế nào để cạnh tranh nguồn nhân lực có chất lượng với các công ty lớn. Toàn bộ nhân sự thiếu đi những cái kỹ năng chuyên môn và
những cái hiểu biết về những cái công nghệ mới của xu hướng 4.0. Đó là những cái công nghệ như là về trí tuệ nhân tạo, về big data, về blockchain, về bảo mật an ninh thông tin. Thứ hai là trong giai đoạn này hiện nay thì các doanh nghiệp thiếu rất là nghiêm trọng những nhân lực mà có chuyên môn giỏi. Để giải bài toán này, một trong những giải pháp mà doanh nghiệp đưa ra đó là liên kết hợp tác chiến lược về đào tạo. Rất nhiều sinh viên năm 3, năm 4 của các trường được nhận vào đào tạo theo hình thức cầm tay chỉ việc. Có thể tiếp xúc được với môi trường làm việc chuyên nghiệp hơn so với bài vở trên trường, thì mình sẽ được tiếp xúc thực tế, học hỏi được các kinh nghiệm. Để bắt kịp xu thế cũng như đáp ứng nhu cầu của nhà tuyển dụng, nhiều đơn vị đào tạo đã chủ động cập nhật, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy. Dù việc đào tạo cũng đã gắn với nhu cầu xã hội hơn, song cũng còn không ít khó khăn. Đưa những cái công nghệ mới nhất này đến với sinh viên, giúp các em có cái nền tảng và nắm bắt được cái xu thế phát triển này để có thể có những hành trang khi mà ra trường các em sẽ có những cái kiến thức thực tế. Hình thức đào tạo có thể đào tạo từ xa, đào tạo tại trường, đào tạo tại doanh nghiệp. Thế làm thế nào cái mặt bằng chất lượng nó phải là tương đồng, để mà ví dụ tôi nói một nghề hàn thì tôi không cần biết qua đào tạo đâu, nhưng chất lượng trường A cũng trường B, đào tạo doanh nghiệp hay đào tạo trường thì đầu ra là phải giống nhau. Thế thì về mặt quản lý nhà nước làm sao phải quản lý được đó? Chúng ta phải thay đổi rất nhiều. Đấy, từ cái đội ngũ nhà giáo, từ cái đầu tư cơ sở vật chất, từ cái phương pháp đào tạo. Nhưng chúng ta không thể đổi mới đồng bộ được tất cả cái nền giáo dục đáp ứng nhu cầu 4.0, mà chúng ta phải lựa chọn những ngành nghề, những cái lĩnh vực mà chúng ta cần phải đi trước. Cách mạng công nghiệp 4.0 đặt ra rất nhiều thách thức đối với cả đơn vị tuyển dụng và đào tạo. Tuy nhiên, đây cũng sẽ là động lực để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu đổi mới của đất nước nếu chúng ta biết tận dụng cơ hội.